Xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một buổi tối thứ bảy vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hôm nay tối 7 ngày 9 tháng 10 2021. Một năm đầy sóng gió với dịch Covid-19. Rất nhiều tin tức Covid-19 được phát qua radio cassette mà cũng nhiều bác cũng hiện tại cũng đang nằm nghe theo dõi. Thì hôm nay cũng ảnh hưởng cơn bão. Ngoài trời của nhà em cũng đang mưa, bắt đầu mưa nhỏ nhẹ, các bác nghe hơi lắc góc tí. Thì hôm nay em cũng lên tám chuyện với các bác một xíu và chia sẻ về một số câu chuyện về radio cassette nhé. Lời đầu tiên cho em cảm ơn tất cả các bạn, các anh, các em, các cô, dì, chú, bác ở mọi miền Tổ quốc đã mua hàng của em, ủng hộ em trong suốt khoảng thời gian qua. Cũng có nhiều lời khen, nhiều lời chê, nhưng đa phần thì các bác đều góp ý để cho kênh được ngày càng lớn mạnh, được em được có nhiều kinh nghiệm đúc kết của các bác, rút kinh nghiệm cho bản thân và giới thiệu được nhiều cái radio cassette đến mọi người, đến tất cả các bạn, các bác đang chơi đài radio cassette. Thì trong tất cả các đài trong thời gian vừa qua em bán ra thị trường thì chủ yếu là dòng Sony. Và một số bác cũng đặt cho em biệt danh là Tuấn Sony. Đấy, vì em bán khá nhiều đài Sony trong cái thời gian vừa rồi. Thì ngoài Sony thì em cũng bán dòng như JVC, Nationale, Panasonic. Đấy, sau này em sẽ sưu tập nhiều dòng nữa để ra mắt giới thiệu quý vị các bạn. Như đài của em thì 100% là đài thu mua lại của các người dân ở Việt Nam mình đã sử dụng rồi nhá, không phải đài bãi nhá. Thì giá trị nó cũng còn tương đối thôi, khoảng 70-80%, cái nào đẹp thì khoảng 90%, và giá cả nó cũng tương đối bình dân cho tất cả các mọi người dùng nhá. Thì các bác xem theo dõi video của em, ưng cây nào chốt cây nào thì liên hệ với em nhá. Xin cảm ơn các bác. Thì trong video này thì cũng giới thiệu một số dòng đài mà cái tên nó hơi bị lạ một xíu nhá. Đây là một số cái câu chuyện tản mạn về radio cassette nhá. Các bác theo dõi ủng hộ em nhá. Thì em rồi cũng tình cờ mua được cái cây International hay là International. Thì tiếng Anh thì đọc thì không biết là em cũng đọc cũng không tương đối thôi, cũng không biết là nó có chuẩn hay không. Thế thì các bác xem cái cây này này. Thì trong phân khúc mà chơi ấy, thì cũng nhiều kiểu chơi. Đấy, một số các bác đang tìm cái dòng nhỏ dài này, hai cửa băng, màu sắc lòe loẹt, nổi bật, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu hồng, màu vàng về để trưng bày và đề cô. Thì bọn em trong giới cassette thì hay gọi là đài đề cô đấy ạ. Nhưng mà đề cô là đề cô như thế nào? Thì theo em thì cũng có nhiều cái phương thức đề cô. Đấy, một là đề cô bằng là bằng xác này. Đài đã chết hoàn toàn rồi đấy, chỉ có nghĩa là đủ có cái mặt này thôi, ở trong là tháo ruột hết. Đấy, hai là đề cô là đài vẫn chạy được. Thì và chạy được như thế nào? Đấy, nó cũng nhiều loại. Thì em cũng xin giới thiệu đây là em cũng có tình cờ mua được cái cây này. Đấy, thì cũng đưa lên quay cho các bác. Đây là dòng đài đề cô nhá. Cái thương hiệu thì em cũng vừa đọc qua rồi. Thì còn nước sản xuất thì cũng có nhiều người tranh cãi. Thì không biết là nước sản xuất là chính xác là nước nào. Singapore này, Thái Lan này, Indonesia này, rồi Made in China này, Made in Taiwan này. Thế nhưng mà em xin phép được không cái phân mua tranh luận về cái hãng đài nhá. Đấy, nói chung nôm na là theo em nó thuộc vào cái dòng của Đài Loan chẳng hạn. Đấy, em cũng nói qua vậy thôi, không biết là có đúng hay không thì mong các bác thông cảm. Đây em chỉ nói về cái sản phẩm ở đây thôi. Thì đấy, em cũng có một cái sản phẩm như thế này. Đây là thuộc vào dòng đài đề cô nhá. Thì bác nào mà mua về để trưng bày quán cà phê đấy, hoặc là những cái góc mà cần để chụp ảnh này, hoặc là những nhà hàng khách sạn, những khu vui chơi giải trí, hoặc là những không gian mà cần đến cái sự hỗ trợ của radio cassette này thì các bác mua về nhá. Cái tầm tiền nó rất là rẻ. Đấy, em xin báo giá luôn này, cây này em đang bán 500 ngàn nhá.
500.000, nhưng mà của em là không phải là xác xác chết nhá. Của em là em đã dồn cái cửa B này sang cửa A này, và cửa A này đã chạy hoạt động bình thường đấy. Tất cả các phím chức năng, loa đài âm ly chạy bình thường tất. Đấy, và radio đang kêu FM và AM nhá. Riêng AM thì kêu rất tốt, FM thì kêu bình thường. Đấy, em cũng nói rõ như thế. Thì trong trong cái cây này thì em đã chỉnh sửa rồi, loa cũng chỉnh sửa một xíu rồi, cơ băng rồi, dây cô loa đầu từ rồi, phím nút đấy cũng là, nhưng mà nó còn lành lặn nhé. Đây quay sách ở đây, thì bác nào mà đang quan tâm đến cái dòng đài này thì sắp tới em sẽ cũng có một vài cây nhé, giá từ 500 cho đến 700 800 900. Đấy, thì bác nào có quan tâm thì là giá alo đến cho em nhé. Đây sau đây em sẽ test qua một tí băng dây cho các bác xem nhé. Cho nhiều rồi lại quên, anh biết đi ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào. Bằng vẫn chạy rất là ok nhá. Mà chạy mỗi cửa A thôi các bác nhá, em đã dồn cái linh kiện của cửa B sang cửa A. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu? Mưa bên trong sẽ làm em khóc. Đấy, bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhá. Giá chỉ có 500.000 thôi. Đây em bán deco nhưng mà deco vẫn đang còn sống nhá. Đấy, còn đây là bên này em gạt sang cái chế độ radio nhá. Đấy, radio này đang để chế độ FM nhá. Đây là FM này. Tiểu đội trưởng Hòa, tiểu đội phó Soạn đều đã hy sinh. À em nhá. Thế là hai người con gái hiền đảm đang dũng cảm đã hy sinh rồi. Các đồng chí ấy đã vì dân vì nước. Vị khách mời quen thuộc, chuyên gia tư vấn về cách sử dụng nấm đồng trùng hạ thảo được nhiều người tin tưởng đang có mặt tại phòng phát thanh cùng chúng tôi. Và xin chào, cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Cục. Bác khá nét đấy, bác nào mà cũng nghe radio thì cũng mua về cũng chơi được nhá. Chuyên gia của bạn hôm nay ạ. Xin chào. Tản mạn vài câu chuyện với các bác về cái đài dòng đài deco này. Anika hỗ trợ tăng cường sức đề kháng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, thưa các bạn, sức đề kháng hay còn gọi là hệ thống miễn dịch là một cơ chế kháng lại sự xâm nhập từ bên ngoài vào cơ thể con người chúng ta như là vi khuẩn và virus. Hệ thống miễn dịch cũng tiêu diệt chính những tế bào gây bệnh bên trong cơ thể của chúng ta. Và hệ miễn dịch khỏe mạnh thì cần đảm bảo cho mắc volume đây là tiếng cũng khá là lớn đấy nha các bác nha. Không coi thường được cái dòng này đâu. Hai loa của nó cũng tương đối đấy. Bác nào mà đang tìm dòng đài deco này thì liên hệ ngay với em nhá. Em còn khoảng 3-4 chiếc như thế này nữa, nhưng mà em sẽ cho lên sóng dần dần nhá. Vì dòng đài này giá trị nó không nhiều nên là cũng tùy theo các bác mà đang có nhu cầu mua về là dòng làm deco trưng bày, là sử dụng trong những mục đích trưng bày là chính, thì liên hệ với em nhá. Đài khá đẹp đấy, tương đối đẹp luôn, tiếng khá nét. Đấy. Mê ca còn tương đối trong, vỏ thì màu đẹp, chưa sơn chiếc gì nha bác nhá. Đấy, anh em nào mà các bạn nào, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay với em nhá, theo số điện thoại 0822 3 số 1 3 số 4. Thì chốt đài thì em sẽ để lại cho các bác nhá. Chúc các bác một buổi tối thứ bảy vui vẻ và hạnh phúc nhá. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau. Hẹn vào một tuần mới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.